Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với bài học tiếp theo trong khóa học Content Marketing. Thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau là Content Marketing ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào việc là chúng ta phát triển trên nền tảng Internet. Vì vậy, đó là cái quá trình mà làm marketing bằng cách xuất bản các nội dung số. Và khi xuất bản các nội dung số này là chúng ta nhằm một số các cái mục đích cụ thể, đúng không? Vậy thì trả lời cho câu hỏi là tại sao phải làm content marketing thì chúng ta cũng sẽ trả lời cho câu hỏi là mục đích của chúng ta là gì, đúng không? Thì tại sao phải làm content marketing thì chúng ta biết rằng là con người nói chung là chúng ta giao tiếp với nhau bằng cái gì, đúng không? Chúng ta giao tiếp với nhau bằng lời nói, chúng ta giao tiếp với nhau bằng văn bản. Thế thì cái lời nói là một dạng content, đúng không? Văn bản, hình ảnh, một cái bộ phim, một cái đoạn nhạc, đó chính tất cả những cái thứ đấy đều gọi là nội dung. Và cái content marketing nếu mà nhìn với góc độ bao trùm, nó chính là bao trùm tất cả những cái hoạt động mà truyền thông trực tuyến hay là truyền thông offline, hay là tất cả những hình thức từ TV cho đến âm nhạc, cho đến báo chí, cho đến game, cho đến app, tất cả những thứ đấy đó. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là vì sao khách hàng mua hàng, đúng không ạ? Họ được tìm hiểu về sản phẩm, họ được đọc các bài viết, đúng không ạ? Họ được xem các khách hàng đánh giá về sản phẩm, họ cảm thấy thích, họ cảm thấy bị cuốn hút bởi hình ảnh đẹp, họ bị cuốn hút bởi những tính năng sang trọng, họ bị hấp dẫn và thấy cần thiết bởi cái nhu cầu của họ. Và tất cả những cái thứ đấy đều được thể hiện dưới dạng nội dung, là chữ viết, đúng không ạ? Ngôn ngữ, là thông điệp, là hình ảnh, là đường link, là các cái tiêu chí, các cái cam kết, các chương trình. Tất cả những thứ đấy đều được gọi là content. Và trong cái hành vi mua của khách hàng thì nó có một cái công thức gọi là công thức AIDA, đúng không? Đấy, tức là gì? Từ cái sự chú ý, đúng không ạ? Cho đến cái nhu cầu, cho đến cái việc là cảm thấy khát khao, và cho đến hành động là mua hàng. Thì mỗi một cái quá trình như vậy, khách hàng đều luôn luôn cần những thông tin, cần những cái chỉ dẫn, những cái nội dung ở trên mạng hay là ở bất kỳ cái chỗ nào đấy, để khách hàng cảm thấy rằng là có đầy đủ các thông tin để ra quyết định mua cho mình. Đó, đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải làm content marketing. Đấy, bởi vì khách hàng luôn đọc, luôn tìm hiểu trước, trong và sau quá trình mua. Hoặc là họ trước thì họ tìm hiểu, trong thì họ ra quyết định mua, sau thì họ cũng sẽ làm một đại sứ, một cái đại diện để họ feedback lại những cái nội dung mà họ cảm nhận về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, đúng không? Thế rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là content marketing là một cái phương thức marketing rất là tuyệt vời và rất là hiệu quả và có tính chất bền vững. Ví dụ như các bạn tưởng tượng như các bạn làm SEO, SEO, đúng không ạ? Đấy chính là một cái quá trình làm content marketing, đấy chính là một loại, một chủng loại của content marketing. Làm SEO có thể người ta tìm thấy mình, tìm thấy bài viết, tìm thấy hình ảnh, tìm thấy video, đúng không ạ? Thế rồi thì các cái nền tảng mạng xã hội hay là các công cụ trên Internet, bản chất nó chỉ là công cụ. Các bạn vào Facebook, nếu như không ai đăng bài, tôi giả sử như thế, thế thì các bạn chơi cái gì? Các bạn xem cái gì vào Facebook? Lên đấy tôi đăng bài hình ảnh, tôi đăng bài video, tôi kể câu chuyện, tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Mọi người cảm thấy 1 triệu người, 1 tỷ người cùng chia sẻ câu chuyện của họ. Thế là tự dưng cái mạng xã hội nó trở thành một cái chỗ là một cái hub, tức là một cái cổng cung cấp thông tin vô cùng là đa dạng, vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là hấp dẫn. Thế nên người ta mới vào, đúng không? Bởi vì đấy chính là cái việc người ta cung cấp content. Còn Facebook hay là YouTube hay là Instagram, mỗi một cái nền tảng nó cung cấp một cái định dạng content nhất định. Ví dụ như YouTube là video, Instagram là hình ảnh, Facebook là mạng xã hội tổng hợp tất cả những thứ đấy. Thì người ta vào nó phải có cái nội dung hấp dẫn thì người ta mới xem, người ta mới đọc, người ta mới nghe và người ta mới ở lại, đúng không? Thế còn kinh doanh mà bán hàng thì là dùng content marketing thì rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp, rất là bền vững, và sẽ giúp xây dựng thương hiệu, giúp lan tỏa thương hiệu, giúp cho khách hàng biết đến. Chẳng hạn như các bạn thấy một cái vụ việc scandal, hay là một cái vụ việc rất là tốt đẹp, hay là một cái vụ việc không may xảy ra mà báo chí, truyền thông, mạng xã hội đưa tin đi, đưa tin lại, chúng ta đọc, chúng ta xem, chúng ta nghe, chúng ta biết về điều đấy,
Chúng ta có thể yêu thích, chúng ta có thể bình thường, chúng ta cũng có thể ghét với tất cả những thông điệp mà chúng ta nhận được. Thì đó chính là chúng ta phải xây dựng content marketing. Và chúng ta xây dựng content này là làm sao mà theo định hướng để bán hàng, để làm thương hiệu, để trở nên nổi tiếng, để có thu nhập tốt, đúng không ạ? Và công việc kinh doanh của chúng ta trở nên thuận lợi. Thì đấy chính là cái việc ý nghĩa là tại sao chúng ta phải làm content marketing. Và mỗi một cái công ty, mỗi một đội nhóm, mỗi một cá nhân, chúng ta sẽ có những lợi thế khác nhau. Chúng ta không thể nào mà giỏi tất cả mọi thứ trong content marketing được. Có thể có những người chỉ chuyên viết, có người thì chuyên làm hình ảnh, có người chuyên chụp ảnh, có người chuyên đồ họa, có người chuyên vẽ infographic, có người thì chuyên sản xuất video dạng khóa học như thầy Phan Anh như thế này, cũng là một dạng content, đúng không ạ? Có người thì làm MV ca nhạc, có người thì làm phim, có người làm short film, rồi những cái video này kia, rất nhiều. Thì mỗi một người hoặc là một nhóm, người ta sẽ tập trung vào một số cái thể loại công cụ content nhất định, người ta sẽ tập trung vào một số cái thể loại định dạng content nhất định để người ta phát triển. Đấy, bạn hãy nghĩ đi, một cái video quảng cáo của hãng bia Heineken nó làm cho bạn thích từ 10 năm trước đến bây giờ. Tôi vẫn nhớ cái video quảng cáo có ca sĩ Jennifer đi ra cái giá kệ mua cái lon bia, đúng không ạ? Và nhảy lên lấy cái lớp bia Heineken hở cả cái gấu quần, đúng không, cái cặp quần. Thế là có một anh lơ ngơ đi ra, nhìn thấy lấy xuống và cầm đi theo. Tôi vẫn nhớ cái video như vậy, cái video nó rất là ấn tượng, nó rất là hay. Thì bản chất cái nội dung đấy nó chính là content, và cụ thể nó chính là video quảng cáo, hay còn gọi là TVC đó. Thì ở đây chúng ta hiểu chưa, tại sao chúng ta phải làm content? Vì những vấn đề liên quan đến thương hiệu, liên quan đến kinh doanh, liên quan đến chăm sóc khách hàng, liên quan đến bán hàng, liên quan đến phát triển trong tương lai. Tất cả những thứ đấy đều là content. Ok. Và chúng ta đã xác định là chuẩn bị làm content marketing và trở thành những người làm content marketing đỉnh cao chưa? Thì khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn tất cả những ý tưởng, những cái công cụ, những cách thức nền tảng nhất để các bạn có thể làm content marketing, tức là làm marketing nội dung số một cách tốt nhất, một cách hay nhất, một cách hấp dẫn nhất, và giúp các bạn thành công và bán được nhiều hàng hơn, kinh doanh, mở rộng được cái cơ hội kinh doanh của mình và phát triển doanh số một cách tốt nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn, và xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.